Bỏ qua lùm xùm trên mạng, Trần My lại có nửa kia đáng ngưỡng mộ. Trong những ngày gần đây, Trần My đang là cái tên cực hot trên mạng xã hội vì có liên quan đến những lùm xùm xung quanh chuyện bán hàng. Song trên thực tế, cô nàng cũng đã từng khá có tiếng trong làng livestream bán hàng online từ trước đó. Trước ồn ào lần này, Trần My cũng vướng phải khá thị phi khiến mọi người quan tâm, đặc biệt trong số đó phải kể đến sự việc đụng độ với Zikid Joyce Phạm, con gái đại gia Minh Nhựa. Cụ thể, Joyce Phạm từng chia sẻ trên trang cá nhân về việc Trần My có ý định dựa vào danh tiếng của cô để nổi tiếng. Câu chuyện bắt đầu khi Joyce Phạm nhắn tin thương lượng để xin làm đại lý cho thương hiệu của Trần My. Song chuyện chưa đâu vào đâu thì Trần My bỗng đăng tin nhắn bóc phốt Joyce Phạm. Qua những hình ảnh mà cô nàng Zikid đưa lên thì có vẻ như Trần My đã làm giả tin nhắn để dựng chuyện Joyce Phạm chặn liên lạc và không trả tiền. Con gái Minh Nhựa sau đó đã bày tỏ sự tức giận của mình lên trên trang cá nhân bằng dòng trạng thái khá dài. Mặc dù em con gái Minh Nhựa, nhà em như thế nào, gia cảnh em như thế nào, nhưng em biết tự đi kiếm tiền. Chưa bao giờ lừa gạt hay thiếu tiền người khác nha chị My. Chị ăn ở sao mà chị đi gạt người ta 2 tỷ mấy vậy, rồi ăn vạ không được quay qua bóc phốt con Minh Nhựa. Trần My sau đó cũng lên tiếng bộc bạch, mình không bận tâm chuyện Minh Anh, tên thật của Joyce Phạm nói mình. Ban đầu bạn ấy đặt hàng, cọc tiền rồi bên mình giao hàng như bình thường, bên mình có hỗ trợ hướng dẫn, hàng hóa không có lỗi. Nhưng sau một tuần bán không được sản phẩm thì liên lạc để trả lại hàng, mình cũng có thiện chí đưa ra hướng giải quyết thu lại sản phẩm với mức 50%. Thế nhưng có lẽ Minh Anh thấy không vừa ý với hướng này nên đòi 70%, giá đó không chấp nhận được. Chuyện từ tháng 4, bên bạn ấy từng đăng đàn trên mạng xã hội một lần, mình không quan tâm lắm. Đến nay lại chia sẻ lại với lời lẽ như thể mình lừa gạt. Cho đến nay, sự việc trên vẫn chưa thể ngã ngũ, chưa rõ ai đúng ai sai. Song qua lùm xùm giữa hai người, danh tiếng của Trần My lại càng được dân tình biết đến nhiều hơn. Bỏ qua những ồn ào trong sự nghiệp kinh doanh, phương diện tình cảm của Trần My lại khiến không ít chị em phải ngưỡng mộ. Cô hiện đang có một tổ ấm hạnh phúc bên cạnh vị hôn phu điển trai luôn dành cho cô những gì tốt nhất. Qua tìm hiểu, được biết nửa kia của Trần My tên là Tùng Nguyễn. Cặp đôi đang cùng nhau kinh doanh mỹ phẩm và quần áo online, công việc khá phát triển. Ngoài ra, Tùng Nguyễn còn kinh doanh riêng đồ ăn vặt và cho thuê nhà. Trên trang cá nhân của Trần My có thể tìm thấy không ít những hình ảnh thân mật của cặp đôi. Cả hai còn cùng nhau đi du lịch, đến những nhà hàng sang trọng cùng nhau. Bên lề những đờ drama trước kia và hiện tại của Trần My, gần đây nhiều người còn dành sự quan tâm đặc biệt đến nhan sắc của cô khi so sánh giữa trên mạng với ngoài đời. Cùng một mái tóc, kiểu áo thế nhưng hai trạng thái gương mặt của Trần My lại rất khác biệt. Với ảnh trên mạng, dường như gương mặt của Trần My thon gọn và trông chỉn chu hơn nhiều. Trong khi đó, khi xuất hiện trên livestream, nhìn Trần My lại có phần tròn trịa hơn. Mặc dù vậy, khoảnh khắc mà netizen đem ra so sánh lại là khi Trần My đang khóc so với trạng thái bình thường, lại còn được lựa góc chụp sống ảo kỹ của cô. Do đó, phong độ nhan sắc của Trần My bị ảnh hưởng ít nhiều cũng là điều dễ hiểu. Hiện mọi động thái của Trần My đang được dân tình quan tâm rất nhiều. Bạn thấy sao về cô nàng này? Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết nhé!